Thưa quý vị, trong bài viết Chuyển đổi số, động lực quan trọng phát triển lực lượng sản xuất, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới nhân dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu số hóa toàn diện hoạt động quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ cao. Trong bài viết, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh về thành công của cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 và công cuộc đổi mới, phát triển của đất nước qua các thời kỳ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, bước sang thế kỷ 21, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế xã hội, trí tuệ nhân tạo AI, Internet vạn vật IoT, dữ liệu lớn và điện toán đám mây đang dần trở thành công cụ sản xuất quan trọng trong nhiều ngành lĩnh vực. Người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, doanh nghiệp và người dân phải nhận thức đầy đủ, thống nhất, có trách nhiệm và quyết tâm thực hiện quá trình chuyển đổi số, đồng thời cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây. Thứ nhất, hoàn thiện thể chế và hệ thống pháp luật, kiên định mục tiêu xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đồng thời không ngừng đổi mới để bắt kịp xu thế phát triển của thời đại, tập trung xây dựng hành lang pháp lý cho nền kinh tế số, tạo nền tảng để Việt Nam nắm bắt cơ hội từ cách mạng công nghiệp lần thứ tư, có cơ chế, chính sách mạnh mẽ, thúc đẩy chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực kinh tế xã hội, khuyến khích đổi mới sáng tạo, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Thường xuyên rà soát, sửa đổi kịp thời các quy định không còn phù hợp, tạo hành lang cho các mô hình kinh tế mới như kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn, trí tuệ nhân tạo, đảm bảo khung pháp lý không trở thành rào cản của sự phát triển, đồng thời đảm bảo an ninh quốc gia, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân doanh nghiệp. Thứ hai, khơi thông và phát huy tối đa mọi nguồn lực xã hội để nhanh hiện đại hóa, có cơ chế, chính sách phù hợp, huy động nguồn lực to lớn trong nhân dân, doanh nghiệp và các thành phần kinh tế, nguồn lực từ đất đai, tài sản trong xã hội mà người dân đang tích lũy, biến những tiềm năng này thành động lực, tư liệu sản xuất để sản xuất ra nhiều của cải vật chất cho xã hội, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, thu hút mạnh mẽ nguồn vốn trong và ngoài nước cho phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát huy tối đa nguồn lực con người, nhân tố quyết định của sự nghiệp đổi mới, có cơ chế đột phá thu hút nhân tài trong và ngoài nước, xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực có kiến thức, kỹ năng và tư duy đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế số và cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Thứ ba, cải cách, xây dựng bộ máy nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, cắt giảm đầu mối trung gian không cần thiết, sắp xếp tổ chức theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, xác định rõ trách nhiệm giữa trung ương và địa phương, giữa các cấp chính quyền địa phương, giữa người quản lý và người lao động, hoàn thiện cơ chế kiểm tra, giám sát, đảm bảo sự thống nhất trong quản lý nhà nước, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các địa phương, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng nền tảng số kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, tổ chức. Mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam sẽ đứng trong nhóm 50 quốc gia hàng đầu thế giới và xếp thứ 3 trong ASEAN về chính phủ điện tử, kinh tế số. Trong quá trình cải cách, bám sát nguyên tắc đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, việc tinh gọn bộ máy phải nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội. Thứ tư, đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với đảm bảo an ninh an toàn là tất yếu khách quan để Việt Nam bứt phá trong kỷ nguyên mới. Tập trung xây dựng xã hội hóa, số hóa toàn diện hoạt động quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao. Kết nối đồng bộ các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai, doanh nghiệp, tạo nền tảng tinh gọn bộ máy, cải cách thủ tục hành chính thực chất, phát triển kinh tế số tạo động lực mới cho tăng trưởng, thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong mọi ngành, lĩnh vực, tạo ra các mô hình kinh doanh mới, phát triển công dân số, trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để người dân tham gia hiệu quả vào nền kinh tế số và xã hội số, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau. Chúng tôi đã cập nhật toàn văn bài viết Chuyển đổi số, động lực quan trọng phát triển lực lượng sản xuất, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên hệ thống website hanoionline.vn. Quý vị quan tâm có thể truy cập để theo dõi toàn văn bài viết này.